Siêu to cuối năm, đợt giảm giá kỷ lục cuối cùng trong năm tại Điện Máy Chợ Lớn. Chào mừng toàn thể quý vị khán giả thân yêu đang đến với chương trình Nhanh như chớp. Thưa quý vị thân mến, buổi tối hôm nay là bán kết đầu tiên. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tìm một đội để vào chung kết. Ôi em hồi hộp quá anh ơi. Tại sao hồi hộp? Thì em không biết là cuối cùng cái gì quán quân của năm nay là ai. Tại vì em thấy ai cũng xuất sắc. Đúng vậy thưa quý vị, vào tới vòng này rồi thì tất cả là ngang sức với nhau. Chỉ quan trọng là có may mắn gặp cái bộ đề dễ hay không. Đúng rồi. Thưa quý vị thân mến, chương trình của chúng tôi do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, đó chính là Điện Máy Chợ Lớn, và xin cảm ơn LG Electric đang đồng hành cùng với chương trình mà không có cái nào. Ai biết được anh, tới tập cuối thì tặng cho mình cái gì đâu biết được anh. Em vẫn có hy vọng luôn hả? Còn chứ anh. Còn chứ anh. Nói sống tích cực quá vậy. Phải sống tích cực chứ anh. Chứ hồi nãy ở trong phòng là anh thấy bao nhiêu cái anh đếm là của bao nhiêu đội hết rồi, không còn cái nào của chúng ta nữa. Không phải đâu anh, em vẫn tin. Nó đó. Hết cơ hội rồi. Nhưng mà dù sao chúng tôi vẫn làm việc tích cực và đầy nụ cười quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi sẽ mời thêm những người mang nhiều tiếng cười cho quý vị. Đó chính là đội đầu tiên. Đội đầu tiên thì có hai chàng trai. Hai chàng trai. Và một công chúa. Trời ghét tên công chúa, tôi biết ai rồi đó. Biết luôn hả? Công chúa Tự Phong. Công chúa Tự Phong. Tự Phong là cái gì anh? Tự Phong là tự nhận mình đó. Tự nhận mình. Với ai mà kêu công chúa. Không vì sao chứ em thấy cái công tử công chúa cũng rất là khá phù hợp với cô này đấy. Kính thưa quý vị, đội đầu tiên đó sẽ là Pew Pew, Virus và công chúa Puka. Trời ơi. Đó anh nhìn bộ đồ đi anh. Em chào anh nha, em chào chị Harry. Ý tưởng từ đâu em dám mặc bộ đồ này vậy Puka? Tại mỗi lần đến đây thì chị Harry luôn giới thiệu em là công chúa Puka, nhưng mà em luôn xuất hiện với những bộ đồ dân thường, cho nên là ngày hôm nay em cố tình bận bộ đồ này để cho chị Harry giới thiệu không có ngượng miệng. Hợp lý mà anh. Không, hôm nay rất là nhìn cưng nha, xinh nhá. Thật ra định để bộ đồ này vô chung kết bận, mà sợ không có cơ hội bận. Vậy là cho chung kết mặc đồ dân thường hả? Dạ, nếu mà vô chung kết thì em sẽ tự may một bộ đồ lộng lẫy hơn, lộng lẫy hơn. Được lấy TV mà. À, được TV. Còn Virus hôm nay mặc đồ K-pop hả? Đâu em, V-pop. À, V-pop. V-pop, vâng. Còn V-pop hôm nay mặc đồ nó hơi lãng tử ha. Nó gọi là gì ta? Bụi trần á. Bụi trần. Đúng là người đàn ông kinh doanh. Thì ngày hôm nay là một câu hỏi nãy của Lý Sơ. Dễ nha. Wow. Dễ. Dễ à? Mà dễ với mình thì cũng dễ với người ta. Đúng rồi. Hả? Hỏi mình thôi, hỏi người ta bộ khác được không? Về Đồng Tháp chơi. Nói Đồng Tháp mới nhớ. Bữa em đem cái loa về đó, sinh nhật cháu em đem về em hát banh cái làng luôn. Trời đã lắm luôn á. Kỳ vậy? Dạ em hát mà mọi người. Đúng giờ đúng giấc không? Đúng giờ nha anh. Mấy giờ? 12 giờ trưa. 12 giờ trưa. Trời ơi. Sao cái xóm em dễ dữ vậy? Em giỡn á chứ khoảng 4 giờ chiều. À. Dạ. Hay không? Dạ. Ai hát? Em. Thấy thương hàng xóm quá. Không, không biết hay không nha. Nhà em ở trước là con sông, ở bên kia có nhà, bên đây có nhà thì em hát ở trước sân á. À. Thì em vô tình nhìn qua bên nhà đối diện á là ngồi sắp hàng ở bển. Wow. Thấy sức hút của giọng hát Puka chưa? Tao hát thử đoạn nào. Đoạn gì vậy? Mình buồn vì tim mình đau. Mình buồn vì tim mình đau. Mình sâu thì ai thấu đâu. Chúng tôi mời đội tiếp theo. Chưa hết câu. Thôi hết được rồi. Được rồi. Được A, được B rồi.
Kính thưa quý vị, đội tiếp theo sẽ là La Thành, Lê Lộc và Phương Linh. Ơi, u màu hồng nguyên cây luôn anh ơi. Cháu tụi nó thức từ 4 giờ sáng làm bắt đầu á. Thấy ghê chưa? Hôm nay đầu tư quá. Hôm nay đầu dạ, tư lắm á. Thiệt sự là hôm nay rất là vui luôn á. Mà tự nhiên á, anh biết không, hồi nãy vô anh La Thành có tâm sự chia sẻ là hôm nay là anh chơi là vì hai đứa em. Anh nói mà hồi nào giờ anh đi quay không bao giờ anh mặc cái màu hồng. Ở nhà anh không có cái áo nào màu hồng hết, mà vì tụi em, cho tụi em dễ chọn đồ á chị. Cái thua không? Biết nghĩ dạ, biết nói như vậy thì trả lời thật hay ho nhé. Hy vọng ha. Rồi mời vào vị trí B. Chơi cũng như cũ ha. Này là bộ đề không anh? Quá, bà để ra bậy bậy. Rồi anh ra luôn vậy. Thì luật chơi như vậy, chỉ có giải thưởng là thay đổi. Đội không thắng cuộc sẽ nhận được 12 triệu đồng và một bộ máy đẩy, máy đẩy dưỡng chất Brael, tức là đẩy cho da đẹp lên. Trời ơi, lấy cái máy này rồi. Nhưng đội thắng cuộc là được một cái TV của LG. Wow, chơi lớn vậy. TV nano cell, không phải TV này. Bao nhiêu inch? Bao nhiêu inch? 49 inch. 49 inch. To bản này luôn. Wow. Thấy Lê Lộc thích cái máy đẩy đó quá kìa. Thích máy đẩy quá. Thích máy đẩy thì mình thua đi. Đem về báo hiếu cho mẹ. Ủa em ơi, dạ, máy đẩy anh có thể chuyển khoản cho em mua được mà. Đi cho tốt đi em. Dạ dạ dạ. Anh không cho. Dạ. Trời ơi. Ủa là sao vô đây thi tranh vô chung kết cái thích dạ, máy đẩy. Có phù hợp nhu cầu anh ơi, cái gì vậy? Chắc đẩy về quá. Phải. Chắc đẩy nhỏ nó về quá. Kỳ vậy ta. Kỳ vậy. Sao anh? Chắc đẩy nhỏ nó về quá. Ôi. Thôi chơi chơi đàng hoàng, chơi đàng hoàng. TV. Dạ. TV. Yeah, ok. Television. Nó đẩy. Rồi, bây giờ quan trọng nhất là cái bước đi đầu tiên. Thắng 1-0 tâm lý nó thoải mái lắm. Áp lực à. Nè, bán kết nha, phải đùa nha. Mỗi lần chị áp lực chị hay đau bụng. Lên đi, lọt đi. Lên lên chưa. Thôi, em trước em chơi là lọt. Em mở hẹn, em mở hẹn mà. Đúng rồi, em đi đầu không Lê Lộc hả? Sao bên đây cũng sợ Lê Lộc hả? Đi lên đầu đi. Đầu là ok. Thôi, để chơi mình cho. Đi em. Ủa, bố ca hả? Trời ơi. Vuka và Lê Lộc. Ôi, chị em tương tàn nhau nữa. Dạ, người ta thường nói đầu xuôi đuôi lọt. Em hay xuôi lắm nên em lên đầu. Rồi, quạnh tôi xịt. 1, 2, 3 xịt. Thắng quyết định. Thắng đi sao? Lên. Mời em. Sao? Em hay hợp lên trước lên đầu nữa. Vậy hả? Dạ, bữa giờ luôn á. Lên đầu là thắng hả? Toàn lên đầu lên trước không mà vô được tới đây. Ghê ghê. Ghê không? Ghê chưa? Cả xã mình đang coi á. Bên kia sông đang dồn qua đó. Áp lực quá anh ơi. Thiệt. Vì đau bụng rồi, vì đau bụng rồi. Mày mốt vào quán quân á, cái về cái bên kia sông. Hey, quán quân, quán quân. Còn mà thua á, về bên kia sông mày dồn. Anh này, thôi áp lực quá. Đừng vậy. Có ai ca sĩ ở đây đâu nũng nịu dữ vậy? Có nũng nịu đâu. Có nũng nịu đâu. Đó, đang nũng nịu đó nghe. Có nũng nịu đâu. Thưa quý vị, 2 phút dành cho Vuka nhìn gì chớp. Đố chữ. Nhà gì chia hết cho hai? Nhà gì chia hết cho hai? Dễ ha. Nhà cấp 4. Lên. Đúng rồi. Từ từ anh ơi, từ mình nói chuyện chút được không anh ơi? Được chứ. Rồi, hôm nay có về quê không? Dạ có, bữa mới về quê sinh nhật cháu em đó. Ba khỏe không? Dạ ba khỏe. Ba giờ này mập phải không? Ba giờ này giống anh. Anh giống ba hay ba giống anh được? Lộn, anh giờ này giống ba. Ừ. Nhà gì hay được gán ghép với xe hơi? Nhà gì hay được gán ghép với xe hơi? Người ta hay nói đó.
Nhà gì hay được gán ghép với xe hơi? Dễ, cái câu cửa miệng hay nhà nói nhà giữ này. Xe không chính xác. Ủa? Nhà lầu xe hơi. À, nhà lầu xe hơi. Nhà gì sinh viên hay tìm? Nhà trọ. Lên. Nhà trọ. Có một bạn tên là Hiên. Hiên hay cãi gọi là gì? Hiên ngang. Lên. Có một bạn tên là Mai. Mai thích xe duyên kết đôi cho bạn bè gọi là gì? Mai mối. Lên. Dễ không? Quá dễ, dễ nha, luôn. Dễ nha. Dễ tiếp đi anh ơi. Dễ luôn. Cây gì mang nổi tương cư? Dạ dạ. Cương cư là gì anh? Cây gì mang nổi tương tư? Cây si. Lên. Bộ phim nào Trường Giang thường phải đi taxi từ đầu cho tới cuối phim? Taxi anh yêu em. Taxi anh yêu em. Phải không ta? Nói cho đúng cái tên cho em rớt xuống uổng lắm á. Vì mình trả lời được thì bạn mình cũng trả lời được nha. Lê Lộc biết luôn video. Nha. Ở đây em nhớ mà không dám nhắc thôi. Taxi. Taxi hay đưa tôi đến nơi không còn buồn. Hãy đưa tôi đến nơi anh Trường Giang. Trường Giang. Taxi yêu. Anh yêu em. Anh yêu em. Không chính xác. Tối hôm qua mới xem cái đoạn video anh bị cướp chọc dao. Tối hôm qua mới xem xong luôn. Taxi gì? Nhưng mà em lại không biết. Nói đi. Taxi em tên gì đúng rồi? Lâu quá rồi. Nhìn tụi nó không à? Không nhìn anh nhắc nãy giờ. Thôi đi đừng có xạo. Vậy trong bộ phim đó Trường Giang đóng cặp với nữ chính là ai? Angela Phương Trinh. Lên. Trong bài hát quả gì? Quả khế dùng để làm gì? Dạ dạ. Trong bài hát quả gì? Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Sao quả khế lại chua? Xin thưa, chua thì để nấu canh chua. Lên. Cũng trong bài hát trên, quả trứng ăn vào sẽ như thế nào? Quả trứng. Ăn vào thì thế làm sao? Không sao, ăn vào ngon đến hôm sau. Ăn vào no đến hôm sau. Ăn vào vui đến hôm sau. Ăn vào. Hết giờ. Ăn vào thì sẽ thêm cao. Ăn vào thì sẽ thêm đau hả? Thêm cao. Thêm cao à. Như vậy là thưa quý vị, Buka mang về 4 bán liên tiếp chính xác. Tại anh đó. Tại cái taxi của anh đó. Chứ không là lên rồi đúng không? Đúng rồi, không là lên rồi. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Lê Lộc. Dễ nha, dễ nha. Thì không? Thì được mấy câu vậy? 4 câu nha. 4 câu luôn hả? Siêu dễ. 4 câu nhưng mà cũng dễ lắm. Em trả lời từ từ là được. Chiếc vé vòng chung kết đang nằm trong tay nè. Trời ơi, vậy hả? Cố lên. Tay người ta. Em có bao giờ lên tới cái bán kết như hôm nay chưa? Chưa bao giờ chị ơi. Đây là lần đầu tiên. Lần đầu tiên luôn á. Dạ, nhưng mong là đừng có phải lần cuối cùng thôi. Rồi cố lên nào. Dạ. Lê Lộc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Đố chữ. Nhà gì chia hết cho hai? Nhà gì chia hết cho hai? Nhà gì chia hái cho hết? Bắt đầu tào lao. Nhà gì đó? Đố chữ cái gì? Đố chữ đó là nhà gì? Nhà đôi. Không chính xác. Đôi là nhà bình gì ta? Bình tĩnh. Nhà đôi là nhà gì con? Bình tĩnh thôi. Số mấy chia cho 2? 2, 4. 4. Nhà cấp 4 là gì? Trời ơi, à, vậy hả? Quan trọng mới biết nhà cấp 4 là nhà gì không đã? Cái nhà cấp 4 là nhà biết, gì? Biết, em biết nhà cấp 4. Câu hỏi tiếp theo cũng tương tự như vậy nha. Đố chữ. Nhà gì hay được gắn ghép với xe hơi? Nhà lầu. Đó. Chứ sao? Ta nói nhà lầu xe hơi đó. À đúng rồi, là xe hơi ở nhà lầu đó. Dạ. Rồi, tiếp tục. Nhà gì sinh viên hay tìm? À, nhà trọ. Chính xác. Rồi, lắng nghe nào. Hiên hay cãi gọi là gì? Hiên hay cãi. Hiên hay cãi, cai hay hiển. Trời ơi. Gọi là gì đúng không? Mà lại dễ. Thật sự mà lại dễ thương thật sự. Mà lại dễ thương. Ờ, là hiên. Là ghép cho nó thành từ có nghĩa. Ghép cho nó thành từ có nghĩa. Liệt kê đi. Hiên nhà. Ủa, rồi gì nữa? Tiếp tục. À, hiên hay cãi cha mẹ? Được câu, có áp lực. Hiên cãi. Hiên lì. Hiên lợm. Còn mới lì á. Hiên nhà. Rồi, không chính xác. Cãi là cãi ngang đúng không? Cãi ngang hả chị? Ừ.
cãi ngang vậy được la đó, tôi áp ngang. Lực chết đó. Không áp được thật, người kể câu dễ áp được. Bây giờ em ghê luôn á. Chữ là mình chỉ ghép cái chữ sau vô cái tên đó thì nó thành ra một cái tự có nghĩa. Làm lại em, làm lại em. Dạ dạ. Giờ Hiên là Hiên ngang. Rồi, cũng tương tự như vậy nha. Mai thích xe duyên kết đôi cho bạn bè gọi là gì? Mai mối. Đó. Cây gì mang nỗi tương tư? Cây gì mang nỗi tương tư? Cây sầu riêng. Cây sầu riêng. Cây sầu riêng. Không chính xác. Nó nhiều quá hả? Nó dễ thương quá. Mà sao lại ra cây sầu riêng? Ta mang nỗi niềm của nó mà mấy anh chị. Lê chị có nghĩa là mình bị sầu riêng một mình đó. Tức là vậy nè. Tức là vậy nè. Người ta nói cây si vì sao? Một người nào đó yêu một cô nào đó mà hãy đứng trước cửa nhà trồng cây si. Đó gọi là mang nỗi tương tư, là cây si người ta ví von vậy đó. Tự nhiên cây sầu riêng. Cây nó cũng có nỗi niềm của nó mà. Nè, khi nào mà chúng tôi đố cây gì buồn một mình? Cây sầu riêng. Đó. Lộc ơi, 4 câu. Rồi dạ đọc tiếp cái gì dạ. Bây giờ chị muốn hỏi chút xíu. Dạ. Em có thích anh Trường Giang không? Dạ thích. Vậy thì em có hay xem những cái phim nào mà anh Trường Giang đóng không? Dạ có. Em đã xem phim gì rồi? Phim gần đây nhất là Siêu Sao Siêu Ngố. Phim 30 Chưa Phải Là Tết. Câu hỏi tiếp theo. Bộ phim nào Trường Giang thường phải đi taxi từ đầu cho tới cuối phim? Ê, bình tĩnh, nói tầm bậy là thì sai nha. Hồi nãy chị cũng lộ vậy một chữ cũng là sai nha. Ủa vậy hả? Hồi nãy chị cũng lộn quá Lộc. Rồi, phim gì? Phân tích trước nè. Cũng kiểu á. Phim này là có giữ taxi nè, cái gì á. Đúng rồi. Rồi gì nữa? Đó đó. Cho em liệt kê nha. Liệt kê thoải mái nè. Taxi Anh Yêu Em là không phải đúng không? Đó là bên lớp Buka. Học trong lớp Buka. Taxi 1080, taxi 1080 là cái gì? Tổng đài á. Tổng đài trợ giúp. Mà tâm lý là ngồi tâm lý lắm. Cuối cùng thì em có nhớ không? Em nhớ chữ taxi à, taxi. Chết rồi, thôi vậy thì em nói đại đi. Nó là đại đi con. Taxi Anh Yêu Em. Không chính xác. Đáp án là taxi em tên gì? Trời ơi. Đúng rồi, chị nhớ taxi mà chị không nhớ cái gì á. Thôi tiếp tục đi nào. Vậy trong bộ phim đó Trường Giang đóng cặp nữ chính ai? Phương Trinh. Cái gì? Nhiều người tên Phương Trinh. Phương Trinh. Chính xác. Trong bài hát Quả Gì Quả Khế dùng để làm gì? Em biết bài đó không? Quả khế hả? Ừ. Quả hát gì? Ăn khế trả vàng. Ăn khế trả vàng. Quả gì cái bài hát quả gì á? Thì cái trong đó quả khế dùng để làm gì? Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Quả khế. Ăn vào thì phải làm sao? Hơi đau không? Hơi đau. Hơi đau. Nhạc là bạn biết. Ăn vào thì hơi chua. Hơi chua. Quả khế dùng để làm. Để làm gì hả? Ồ. Để làm gì? Để ăn. Để ăn khế. Không chính xác. Ủa làm gì chị? Đáp án là nấu canh chua. Bố gà vô. Quả gì mà chua chua thế? Xin thưa rằng quả khế. Sao quả khế lại chua? Ăn vào thì sẽ làm sao? Không sao. Ăn sao quả khế lại chua? Không chua, chua thì để nấu canh chua. Đây. Thấy âm nhạc người ta chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Lo này bà không hay. Nhưng mà rất can đảm khi hát. Em cái máy phát nhạc của anh mới. Đúng vậy. Cũng là trong bài hát trên, quả trứng ăn vào sẽ như thế nào? Ủa có quả trứng hả ta? Có. Hết giờ. Trời ơi. Chứ thưa cái gì, như vậy là Lê Lộc đã đúng đáp án liên tiếp 2 câu. Trời ơi, tức quá. Cái bộ này là quá dễ luôn, chứ phải là dễ luôn. Giận ghê à. Tức cái Hiên Ngang ghê á. Hiên Ngang dễ mà con. Còn chị chỉ tức anh Trường Giang thôi. Taxi em tên gì? Siêu to cuối năm, đợt giảm giá kỷ lục cuối cùng trong năm tại Điện Máy Chợ Lớn. Rồi nè, mình đang dẫn trước 1-0, rất lợi thế nha. Bây giờ mà thắng cái nữa là coi như là vô chung kết đó, chứ phải đùa. Ai? Ra đi. Chắc là Virus. Virus, bên đây là La Thành. Phương Linh đi. La Thành. Ê, mình thi theo thứ tự của luôn á. Thông báo luôn, bộ câu hỏi tiếp theo dễ luôn. Wow. Nghiêm túc. Lần nào anh nói thế em cũng trả lời được có 2 câu thôi. Quán tôi xin 3, 2, 1.
Lì quá vậy. Cái gì cắt lì quá vậy? Đi, lên. Cố lên anh. Cố lên anh ơi. Hồi nãy á, cứ ngỡ rằng là bốn câu của Buka là chắc thua Lê Lộc rồi. Đúng, bởi vì nó dễ quá dễ. Mà Buka dướng ở chỗ có taxi em tên gì. Chú tưởng con là con biết, tại vì con hay coi phim mà đúng không? Dạ. À cơ, con cũng có coi mà con không nhớ. Không nhớ luôn á, thiệt cái chứ. Quá uổng. Tại vì phim cũng lâu rồi, lúc mà anh đóng phim điện ảnh đầu tiên tới giờ. Đâu có, anh đóng trước đó mấy phim nữa chứ. Dạ. Nhưng mà phim đó ấn tượng anh lắm. Ừ. Mê lắm. Mê. Dạ. Đang thi căng lắm, không nói chuyện được. À, cha. Dễ hả anh? Dễ thật sự luôn. Với là Thành chắc là số 8. Ghê vậy, thì không anh? Nghe em tốt. Anh nói vậy mà em không lên được là quê không, lắm. Không, không có gì quê. Đó là dự đoán thôi. Thật sự là rất dễ. Thưa quý vị, 2 phút dành cho La Thành. Nhanh như chớp. Đây là đối chữ. Nhà gì chỉ có một màu? Nhà gì chỉ có một màu? Nhà trắng. Lên. Hoặc là nhà gì? Nhà trắng là của Tổng thống Mỹ ở đúng không? Nhà xanh là của nhà Tổng thống Hàn Quốc xanh. Ở dạ. Đúng không? Dạ. Tiếp tục. Dễ không? Cũng ổn mà. Cũng ổn đó. Trời ơi. Dễ. Dễ hả? Dễ. Đối chữ nha. Nhà gì thông minh uyên bác? Nhà gì thông minh uyên bác nè. Cái này dễ, dễ nhầm dễ lắm nè. Bình tĩnh ngay, cái này dễ nhầm nhà bác học. Lên. Ê, bộ gì vậy? Dễ nữa. Nữa hả? Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Dạ. Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Đơn giản thôi anh Thành, đơn giản thôi. Anh nghĩ xa quá nó không tới rồi đâu. Đừng nghĩ xa quá không tới đâu á. Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Ôi đội người ta. Thợ săn. Lên. Tuổi của người ta mà lỗi hoài quá. Vậy cuốn ta cũng vậy luôn. Hai người như trang luôn. Sống nhân ái. Cái khúc đó em ngu kệ em đi. Con dễ luôn. Dễ hoài vậy. Thợ gì hay ngồi nhịp giò? Thợ mai. Lên. Bị đạp ơi. Đạp cái bàn đạp ở dưới đó. Dạ dạ. Đạp bàn đạp thợ may đồ mà. Dễ luôn. Linh bị ác xì. Gọi là Linh gì? Đối chữ. Linh cảm. Lên. Dễ hả? Dễ. Trời ơi, sao mà chưa bao giờ được thi cái bộ đề luôn ý. Câu số 6. Dễ luôn. Dịu gì không bao giờ lớn. Trời. Dịu gì không bao giờ lớn. Dịu gì không bao giờ lớn anh. Hả? À, đối chữ. Dịu gì không bao giờ lớn là Dịu Nhi. Lên. Wow. Nhi là nằm trong chữ Nhi Đồng đó. Câu số 7. Khó. Khó nhưng mà dễ. Khi bạn nhìn thấy mọi thứ, bạn không thấy nó. Khi bạn không nhìn thấy gì, bạn thấy nó. Nó là gì? Anh đọc lại giùm em nha. Khi bạn nhìn thấy mọi thứ, bạn không thấy nó. Khi bạn không thấy gì, bạn thấy nó. Khi bạn nhìn thấy mọi thứ, thì bạn không thấy nó. Thì bạn không thấy nó. Không. Còn thấy khi bạn không thấy gì, thì bạn thấy nó. Còn khi bạn không thấy gì, cái gương. Đáp án là hết con giờ mắt. Con mắt không chính xác. Ủa? Con mắt không chính xác. À không chính xác. Bóng tối. Trả lời nào. Em nghĩ là cái lớp mí mắt của em. Đi ngủ. Bóng tối. Em nghĩ là bóng tối. Bóng tối. Đúng chưa? Để chị nói bóng đêm. Ủa chứ mà anh nếu bóng đêm có được đêm không ta? Bóng đêm, bóng tối bình thường. Ờ để trả lời bóng đêm. Bóng đêm, bóng tối đều được hết. Làm sao để lưới giữ được nước? Làm sao để lưới giữ được nước anh? Lưới cá. Bắt cá lên. Cá trong cá có nước mà. Không chính xác. Nước thì đóng băng rồi phải không? Đúng, đúng rồi. Cái gì anh? Đóng băng. Đóng băng. À. Kể tên 3 nghệ sĩ nữ. Nghệ danh không phải tiếng Việt. Nghệ danh không phải tiếng Việt. Buka. Một. À gì nè. Gì? Rồi sao tự nhiên giàu quá đó. Haribo. Miju. Nguyễn Tuấn Kiệt. Đây. À. Nguyễn Tuấn Kiệt là con trai Harry mà. Ừ. Ai, ủa? Nữ, bà nữ. Anh biết bí mật gì của Dinh Tuấn Kiệt hả? Hay không sao? Có, anh đi cái đại tại bị quán thôi. Mà sao em quan tâm vậy? Không, tại vì nghe ngộ. nghe sợ đúng không? Không có sợ. Ba nghệ sĩ nữ và kể Dinh Tuấn Kiệt, Buka hết rồi. Em tưởng là có một bí mật gì đó mà anh Thành biết. Bí mật đó thì em phải biết đầu tiên chứ. Thông qua. Anh này. Đi thưa quý vị, La Thành mang về 6 đáp án liên tiếp, chúc mừng. Thưa quý vị, chúng ta gặp gỡ lại Virus. Nhìn em nhớ mấy phim Hồng Kông, Đài Loan quá. Wow.
Ôi lâu thì thế con chứng tỏ là trả lời nhiều lắm luôn á. Sao đáp án liên tiếp? Không rồi. Nhưng mà câu dễ, dễ không phải dễ. Dễ, dễ. Dễ. Thật sự cố dễ. Lên tập trung nha. Qua bên nói chuyện với người Hàn Quốc nè. Thực tế nha, thực tế nha. Wow. Đây là một người đàn ông mẫu người thành đạt quý vị, làm gọi là chairman của biết bao nhiêu công ty, CEO biết bao nhiêu công ty mà hiện tại độc thân nha quý vị. Lâu lắm anh Giang mà khen em một câu. Không có gì ngoài tiền nha quý vị. Dạo này có viết bài hát gì mới không? Dạ mà sau bài hát của anh Trần Thanh và Thùy Chi thì chắc là tháng 12 sẽ có bài hát tiếp theo solo của Thùy Chi ạ. Solo của Thùy Chi ạ? Dạ. Có mời anh hát cùng Thùy Chi không? Dạ có. Thôi cảm ơn em không nhận lời. Tôi không nhận lời. Tôi đau lòng. Hư vọng cũng nhỏ hết. Thôi anh Giang không nhận lời mời chị đi. Ồ thôi tiếp tục chương trình. Virus đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nhà gì chỉ có một màu? À nhà trắng ạ. Chính xác. Cứ thế nha, cứ thế. Ok. Nhà gì thông minh Win Bác? À nhà gì? À, à em biết rồi, nhà bác học. Lên. Chính xác. Dễ mà, dễ ha. Ờ, dạ. Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Thợ. Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Thợ gì đó? Thợ nghề thợ. Thôi từ khác đi. Chị đọc lại câu hỏi. Thợ gì hay chơi trò đuổi bắt? Thợ. À. Thợ săn. Chính Lên. Xác. Thợ gì hay ngồi nhịp giò? Thợ thợ gì ra quen ra thợ thợ may. Chính đúng xác. Rồi. Vậy mà đi biêu đứng như vậy. Ui anh ơi không biết đâu, không bao giờ ra ngoài đường. Rồi tiếp theo. Linh bị hắt xì gọi là linh gì? À linh bị hắt xì. Đúng rồi. Linh cảm. Chính xác. Tiếp tục. Diệu gì không bao giờ lớn? Diệu là EUU nha. Rượu gì không bao giờ lớn á? Từ từ em ấy nha em. Rượu lúa mới, rượu một ca. Rượu rượu anh. Không phải là rượu. Rượu á. EUU. Rượu giòn à. Rượu em rồi. Đố mẹo rượu nhi. Lên. Chính xác. Một câu nữa. Một câu nữa là 2-0 đấy. Cố gắng lên. Hiểu không? Hiểu ạ. Câu này mà thắng là 2-0 đấy. Là 2-0 đấy. Câu này nè, rồi. Khi bạn nhìn thấy mọi thứ, bạn không thấy nó. Nhưng khi bạn không nhìn thấy gì, bạn thấy nó là gì? Khi bạn nhìn thấy mọi thứ, bạn không thấy nó được. Nhưng mà khi bạn không thấy gì thì bạn thấy nó. Khi nó bạn nhìn thấy gì? Mọi thứ. Khi bạn... Đơn giản thôi mới có thể. Không thấy gì. Không thấy gì. Đơn giản thôi. Nó đó. Đơn giản. À... Ôi khó quá. Đơn giản thôi nè, dễ lắm, đơn giản. Hay là liệt kê trước đi. Màu đen. Không chính xác. Anh hết cả hồn anh. Bóng đen. Không chính xác. Không chính xác. Ôi. Bạn trả lời là màu đen thì đâu chính xác. Phải là bóng đen mới đúng. Ủa thì em nhắm mắt em thấy màu đen là màu đen thôi. Bóng đen màu đen. Không chính xác. Không, bóng đen mới đúng. Tại màu đen mình vẫn thấy nó nè. Màu đen quá trời nè. Ôi. Bóng đêm à. Đúng không? Bóng đêm. Ờ đúng rồi, em dùng cái từ khác là xong rồi. Anh Thành nói gì vậy? Bóng đêm em thấy anh, anh thấy em. Cái gì đấy? Dùng từ đúng rồi. Không sao, không sao. Thôi không tiếp tục đi nào. Đúng, anh. Làm sao để lưới giữ được nước? Làm sao gì ạ? Làm sao lưới, làm sao cái để lưới á giữ được nước? Làm sao để lưới giữ được nước á? Biu biu trả lời được. Đặt một cái bát dưới thôi. Đặt một cái bát thôi à? Rồi, vâng. Thì em cũng biết là không chính không xác. Xác. Nó là gì đó? Biu biu. Đóng băng nó lại. Đóng băng lại. Giống như một cái hồ băng ở trong mình kìa. Ok ok. Rồi, kể tên ba nghệ sĩ nữ nghệ danh không phải tiếng Việt. À, ba nhạc sĩ ạ. Nghệ sĩ, ba nghệ sĩ nữ okay. Nha, nữ vâng. Nha. Ờ, Suboy này. Suboy này, từ. Ai ta? Tim Cookie của tình yêu chị nhỉ? Đừng hỏi lại, chúng tôi đọc khoa kỹ rồi. Suboy này. Sister T này. Trời ơi, em ơi. Hỏi bác. Nữ mà. À, nữ, nữ, nữ. Em tưởng nghe nghệ sĩ không, nữ em biết rồi mà. Suboy này. Sister T này. Nè. Bác ở hồi chưa thấy luôn. The other one này. Suboy này, ba. Đây này. Đây này. Đúng ra. Ôi, trong mắt em chỉ phải nghệ sĩ thôi em. Em nhìn thẳng chị luôn á, mà em không kể chị. Siêu Black ạ. Không mà hồi nãy đúng rồi, hồi nãy chính xác rồi. Với chị rất là thắc mắc á, là vấn đề là vậy nè. Em đang nhìn chị,
Và đây là đội của em. Em chỉ luôn á. Mà em lúc đầu em còn không có nghĩ ra cho chị. Em Sumboy rồi Chostati rồi thì chị thấy rất là mắc cười cái đó. Tức là trong đầu em đã có hai phương án luôn rồi, là chị Harry luôn và Fuka rồi. Ồ. Em đang tìm phương án còn lại để nói ra thôi. Còn phương án này là đoán ngay lúc sau lúc đó. Chứ không phải là em không biết. Ok, nói chung là bây giờ thì hết giờ rồi. Virus đã đứng ra bánh liên tiếp 6 câu. Tỷ số là 2-1, vẫn còn nha, vẫn còn cơ hội nha. Cái lượt đại đầu hề ha, lượt đại đầu hề nha mọi người. Phương Linh và Pew Pew. Lượt này mà mình thua là mệt mỏi nha. Dạ dạ em căng lắm, nãy giờ đứng dưới căng em lo hả? Lắm luôn. Căng thẳng lắm hả? Dạ. Ai lên trước nè? Xì đi nhá. Xì đi. Xì đi. Thắng. Xì. Thắng thắng thì sao? Xì. Thắng mình giao lại trước đi. Thắng quyết định. Ok. 1, 2, 3. Rồi thắng quyết định. Anh sao đây? Sau. Mời lên. Thưa quý vị, cùng Phương Linh nhanh như chớp. Tấm thảm nào chỉ có một màu? Rèm. Không chính xác. Thảm đỏ. Thảm đỏ. Thảm đỏ. Thảm đỏ. Thảm đỏ. Tấm thảm nào tự nhiên rèm? Em không nghĩ ra, trả lời lại. Mà thảm đỏ dễ mà. Tấm thảm nào có nhiều màu? Thảm nào mình muốn thêu nhiều màu thì thêu. Rèm thảm nhiều màu. Ý là thảm nào? Thảm chảy chân. Rồi, lên. Harry nuôi một chú thỏ. Chú thỏ có thể sinh sản mỗi tháng một lần và sinh được 6 chú thỏ con cùng một lúc. Hỏi Harry sẽ có bao nhiêu chú thỏ cưng sau một năm? Không có nhân lên được nha, cái này nhân lên là sai. 7 con hả? Không, chính xác. 2. Một con duy nhất. Còn 6 con đó ở đâu anh? 6 con kia cũng là con của con thỏ đó. Vậy là chỉ có 7 con. Có thể sinh sản 6 con. Không rồi, mọi người không... Harry nuôi một chú thỏ. Chú thỏ có thể sinh sản mỗi tháng một lần. À, chứ là có thể, ok ok, có thể. Đáp án là chỉ có một, bởi vì một con thỏ thì làm sao mà đẻ được. À rồi. Ôi, gì mà khó quá vậy. Cố lên, cố lên, cố lên. Được. Mùa này lạnh lắm ai ơi. Có nặng thì ở tít nơi núi rừng. Đó là chữ gì? Dễ nha. Chữ gì? Thôi đại đi, đại chữ đi. Chữ mưa đi. Chữ mưa rồi, không chính xác. Ai biết? Mùa đông, mùa đông. Đậu. Nó dễ vô cùng. Mùa gì? Mùa đông à, tại sao nặng là mùa đông ấy. Mùa đông, đông. À, mùa đông, mùa đông, mùa đông hả? Mùa đông. Nghe nè. Mùa này lạnh lắm ai ơi. À rồi em hiểu là không có dấu nặng ở trong đó. Vậy là chữ đông. Có nặng thì ở tít nơi núi rừng, đó là chữ đông. Gì? Là ở đồng đó. Hang động ấy ạ. Hang, hang động. Là chữ gì và chữ gì? Chữ đông với là đồng. Đông với động. Đúng rồi. Dễ, mùa này lạnh lắm ai ơi là mùa đông chứ gì nữa. Có nặng thì thêm dấu nặng vô thôi, nó ra chữ gì ra chứ. Chơi hết đi, không còn gì để mất nữa đâu. Giải trí đi. Gì trời? Trong bài hát Cá Vàng Bơi, cá vàng đã làm gì để giúp hồ nước thêm sạch trong? Em hát thử nha. À. Ờ, cái mà bơi trong bể nước ngoi lên lặn xuống, cá vàng múa tung tăng hay vệ sinh xinh sao mà bơi nhanh thế? Cá vàng bắt bọ gậy. Lên. Cái câu này sao là phải biết nha. Không biết là trả lời đâu được, nhắc đâu được, khó lắm. Khi nào thì chị của cậu không phải là cô của bạn? Chị của cậu, chị của cậu là bác. Không phải là cô của bạn thì chị của cậu hả? Chị của cậu là mẹ của mình. Là chị của cậu. Ủa chị của cậu thì mình gọi là bác mà. Thì chị coi như chị xã giao bên ngoài thì không phải là cô của mình. Khi nào thì chị của cậu không phải là cô chị của bạn? Cậu là bác. Nhưng mà vốn dĩ nó đã không phải cô rồi. Khi mà chị đó nó không trong dòng họ của mình. Không chính xác. Để câu này rất đơn giản chưa, nha. Chưa cưới phải không anh? Khi nào thì chị của ông cậu không phải là bác của mình? Hoặc miền Trung là không phải là cô của mình, miền Nam cũng vậy. Ông cậu của mình nè. Chị ổng nè, mà mình không gọi là bác hoặc là cô. Vì sao? Khi là vợ. Ôi, khi, bà. Khi là người dưng. Khi là một. Khi là người đó là mẹ ra. Mình, đơn giản vậy thôi. Chị của cậu, à. Đúng chưa? Ông cậu nè. Hiểu rồi, chị của ông cậu mình nè. Rồi, mà mình rồi. Không gọi là cô hoặc là bác. Bởi thì vì là mẹ mình mà. Dạ. Mẹ mình. Mẹ mình có biết là người em trai đó. Dạ, hiểu rồi.
hiểu chưa? Dạ. Trời ơi, làm thế nào bạn có thể thức 8 ngày mà không ngủ? À, uống nước tăng lực. Không chính xác. Ai biết khi nào bạn có thể thức 8 ngày mà không ngủ? Anh thức 30 ngày cũng được, miễn sao bạn đem mình đi ngủ thôi. Đúng rồi, tại ngày mà. Đúng chưa? Đúng, đúng, hợp lý. Cái này dễ nè, gái là ai biết nè, hoa tigon còn có tên khác là gì? Hoa gì anh? Tigon. Tigon. Không biết hoa này luôn á. Không biết luôn. Lavender đi. Không chính xác. Trời, lavender là gì? Thôi không biết hoa này hoa gì á. Lấy gì vậy chú? Forget me not á. Không biết, không biết hoa này. Hoa tigon. Forget me not, forget me. Ủa cái có cho cái hoa đó hả? Hoa tigon là cái hoa giống hoa đẹp. Tiếp tục đi. Loài thực vật nào mà ai cũng kêu bằng mẹ, đố chữ. Mẫu đơn. Lên. Loài thực vật nào mà ai cũng kêu bằng cha? Phụ tử hả? Phụ tử là cái gì? Thực vật gì? Có cây gì tên là cây phụ tử không ta? Có hoa bất tử nhưng có hoa phụ tử. Có một loại. Tía tô. Tía. Ủa hết giờ rồi. Con đi tiếp, con lên xuống, lên xuống. Được quý vị, như vậy là Phương Linh quá căng thẳng, nghĩ xa xôi nên không có lên được, cứ chỗ chút nữa. Thôi, không sao đâu, chúng ta cùng gặp gỡ lại Piu Piu. Bây giờ nói một câu thôi, là em hiểu vấn đề. Chỉ cần em lên được số 2, đội mình vào chung kết. Nhưng cũng áp lực. Vỗ tay. Áp lực, đúng rồi, không áp lực. Vỗ tay. Vô đi em, vô. Em nói thật với chương trình là em chưa bao giờ ở cái khoảnh khắc lịch sử như thế này hết. Sao vậy? Bởi vì có hai điều em muốn chia sẻ trước khi thi. Đấy là một là em toàn thua. Ờ. Hai là em không hiểu em thi làm sao ấy mà khán giả mắng em hoài, em buồn ghê. Tại sao mắng em hoài? Là bảo là em không vui, em lố, rồi em hay nhắc bài mọi người, em toàn thua, gánh tạ, rồi các thứ, em buồn thế ghê. Thế thì bây giờ mình phải bước vô chung kết để khán giả nhìn nhận lại mình. Đối, đây là cơ hội lịch sử thế. Vỗ tay. Chúc mày may mắn nha. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Ok. Khó lên, Biu Biu. Không, bình tĩnh. Khó không, khó không kìa. Không, khó, khó, khó không. Gì vậy? Ý là có câu khó câu dễ, nó xen kẽ xen kẽ nhau. Hãy tạo nên huyền thoại. Lần đầu tiên em chính là người quyết định để đưa hai bạn em vô chung kết. Yeah. Ok. Lần đầu tiên xã mình xã gì? Dạ, xã Định Hòa. Lần đầu tiên xã Định Hòa sẽ nhìn nhận em bằng mắt khác. Cố lên Piu Piu. Cố lên Piu Piu. Bên kia sông đang chờ em. Kính thưa quý vị, Piu Piu đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Đừng áp lực, đừng áp lực. Tấm thảm nào chỉ có một màu. Xin đâu căng thẳng như trời. Đơn giản nhất Piu Piu. Lên căng thẳng, chơi vui em vẻ thôi. Em xin trả lời nha. Liệt kê à, liệt kê à. Liệt kê nha. Ok. Thảm đơn sắc. Chỉ có một màu thôi. Màu có thảm màu. Thực vật. Vì nó là thảm thực vật không chính xác. Thảm thực vật nhiều màu em ạ. À. Cho chị hỏi nè, nghệ sĩ hay đi cái thảm gì? Thảm đỏ. Trời ơi. Em đi ra bắt phim hoài. Đúng rồi. Đúng không? Đơn okay. Giản thôi, đơn giản thôi. Đơn giản nha. Tấm thảm nào có nhiều màu? Tấm thảm có nhiều màu. Thảm nhiều màu thảm. Quen thuộc lắm, quen thuộc lắm. À ok. Chắc chắn là sẽ có nhiều màu, em nghĩ là em liệt kê nha. Cái thảm chùi chân ở nhà cũng là nhiều màu. Đúng rồi, cho lên đi cho đỡ tốn thời gian. Ok thôi, được rồi. Thảm thảm ở nhà, thảm phòng khách. Lên. Thảm phòng khách hả? Thảm phòng là vậy. Thảm chùi chân. Thảm thần đèn của em đó. Ừ, đúng rồi. Em chưa bao giờ vậy đó. Đó, suy nghĩ đơn giản là chị thấy thắng nè. Rồi, em lắng nghe nha. Tại vì cái câu hỏi này nó quá dài, chị đọc nhiều lần chị mệt. Đây. Chị làm chi, chị lấy tiền ta mà chị nói chị đọc nhiều lần chị mệt. Rồi, Harry nuôi một chú thỏ. Chú thỏ có thể sinh sản mỗi tháng một lần và sinh được 6 chú thỏ con cùng một lúc. Vậy Harry sẽ có bao nhiêu chú thỏ cưng sau một năm? Sau một năm là 12 tháng, một tháng là 66, 10, 60, tháng tháng 11 là 66, 66, 66, 72. Em đi vậy xa là cùng quá. Một lúc. Em đi xa. Em đọc, chị đọc lại nào. Những con thỏ con có thể đẻ được không ạ? Thì Harry nuôi một chú thỏ có thể sinh sản mỗi tháng là một lần. Nó có rất là nhiều dữ kiện đấy, là con thỏ đấy là thỏ cái là đẻ được đúng không ạ? Vậy đẻ ra những con thỏ khác thì những con thỏ con nó có thể đẻ được không ạ?
Còn nếu trả lời đại cho chiến thuật đi được hết rồi. Chiến thuật của chúng ta là cần thời gian. Ok, lần cuối cùng này. Em đọc nè. Không được. Em đọc. Không. Harry nuôi một con thỏ. Con thỏ đó có thể đẻ được 6 con trong một tháng. Một lúc, trong cùng một lúc. Đúng rồi, một lúc đúng rồi, một lúc đó. Một năm, con thỏ của Harry, con thỏ có thể đẻ đó đó. Sao mà chỉ ra cái bụng tôi hoài vậy? Con thỏ đó có thể đẻ được bao nhiêu? Đúng rồi. Đi về, đi về. Hiểu không? Mệt quá. Con hiểu rồi, hết giờ đi. Ok, đẻ được là... 72 con. Đáp án của em là 72 con. Không chính xác. Chị nói rồi, chị nuôi có một chú thỏ thôi. Mà chú sao mà nó đẻ được? Phải đủ cả được cả cái đẻ. Chú thỏ lấy gì? Chú thỏ lấy gì tự nhiên đẻ con được? Em hỏi rồi mà, con thỏ đấy là thỏ được cái đỏ cái rồi là những cái con đẻ ra. Thôi không sao, bây giờ trả lời tiếp. Tiếp theo. Để thôi, nói chuyện đó. Này. Em hồi hộp lắm rồi. Cái vấn đề đây là vậy nè. Mình chỉ cần lên số 2 mà trong bộ câu hỏi được mười mấy câu hỏi thì mắc mớ gì mình tốn nửa phút trời cho cái câu hỏi mà mình không chịu được trả lời. Ok, em phải đi cái nào biết kìa. Trả lời Harry Potter để mình kiếm câu nào hai câu dễ liên tiếp mình trả lời. À rồi, ok em hiểu rồi. Rồi, cố lên nha. Bình tĩnh. Mùa này lạnh lắm ai ơi, có nặng thì ở tích nơi núi rừng, đố là chữ gì? Mùa này lạnh lắm ai ơi, có nặng thì ở tích nơi núi rừng, đố là chữ gì? Mùa này lạnh lắm ai ơi. Lạnh lắm ai ơi, mùa này là mùa đông. Mùa này mà tích núi rừng là động, đấy là chữ đông hoặc là chữ động. Chính xác. Vui quá. Ơi, mỗi lần Miu chơi mình áp lực không Miu. Trong bài hát Cá Vàng Bơi, rồi, cá vàng đã làm gì để giúp hồ nước thêm sạch trong? Xong. Đơn giản thôi. Biết bài đó không? Biết thôi không nè? Không biết bài. Không biết thì qua. Hai bên xin trả lời đại. Cá vàng bơi trong bể nước. Được rồi. Ngoi lên, lặn xuống, cá vàng bơi tung tăng. Tiếp. Hai bên xin. Hết rồi đó. Thôi được rồi. Cá bơi trong bể nước. Rồi. Ôi, không chính xác. Ổn quá. Đáp án là cá vàng bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong. Bắt bọ gậy, ok. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Khi nào thì chị của cậu không phải là cô của bạn? Chết rồi. Khi nào thì chị của cậu không phải là cô của bạn? Khi nào là chị của cậu? Chị thì có thể là chị xã hội mà đâu. Chị ruột luôn. À ok, khi nào là chị của cậu không phải là cô của bạn? Đúng rồi. Là như thế nào ta? Trả lời đại đi con. Vì tôi không thích gọi đấy làm cô. What? Yeah. Không chính xác. Đáp án là khi người đó là mẹ của bạn. Cố lên Miu ơi, hai câu thôi. Hai câu mà sao khó nha? Khó chưa? Mệt tim quá cho em về. Mệt thiệt á. Mệt tim quá. Nặng quá, dòng này nặng. Làm thế nào bạn có thể thức 8 ngày mà không ngủ? Làm thế nào để bạn thức 8 ngày mà không ngủ? Yeah. Thì bạn có hai sự lựa chọn cái này em nhá. Một là bạn cứ thức thôi, bạn không đi ngủ. Còn sự lựa chọn hai là gì? Lựa chọn thứ hai đấy là bạn sẽ uống thuốc để không ngủ. Uống thuốc gì không ngủ vậy anh? Ta uống thuốc ngủ thì có biết rồi đó. Ok, vậy là thôi tạm đi. Không ngủ, quyết định là không ngủ. Không chính xác. Đáp án là bạn ngủ vào ban đêm. Ok. Ban đêm. Sao có người lợi gì không? Chưa bao giờ thấy hai câu mà khó nha. Khó quá. Bà chưa bao giờ mệt tim như này đấy. Tay em lạnh luôn. Ta thi vào tay em lạnh. Ê mọi người, tay Luca lạnh ngắt. Lạnh luôn. Lạnh ngắt à. Trời ơi, dán nóng rồi, dán nóng rồi, sốt rồi. Lạnh ngắt à. Lạnh thiệt. Rồi, okay. Tiếp theo nào. Em có biết loại hoa nhiều không? Một vài. Hoa huệ, hoa lan, hoa hồng, hoa tulip, hoa mẫu đơn, hoa... Ê, cũng biết nhiều ha. Rồi. Chắc cái hoa sắp đố không biết đâu. Hoa tigon còn có tên khác là gì? Hoa gì á? Tigon. Hoa tigon. Hoa 10 giờ. Hoa 10 giờ, không chứ sao. Thật ra cái này, hoa này chị cũng không có biết. Đáp án là hoa forget me not.
lần đầu tiên nghe luôn. Lên một câu khó lắm đúng không ạ? Loài thực vật nào ai cũng kêu bằng mẹ? Loài thực vật nào ai kêu bằng mẹ? Thật ra thì cái này chưa trả lời nhá. Ok ok, liệt kê liệt kê. Người ta hay gọi là mẹ thiên nhiên, hay nhắc đến rừng. Bị sớm đúng rồi. Đơn giản là loài thực vật nào đúng không? Loài thực vật nào là một cái tên của thực vật đó. Mẫu, có phải là hoa mẫu đơn không? Chính xác. Một câu. Lá cây thôi, lá cây đi. Nè, hoặc là rau má. Rau má. Ba má đó. Dạ, rau má, em có biết rau má luôn. Ráng nha. Rồi. Loài thực vật mà ai cũng kêu bằng cha. Hoa, wow. Từ từ nhá, phụ tử. Rau á, rau. Rau. Có phải rau. Bao bố. Hết giờ không rồi. Không chính xác. Ôi, mình sao? Không thể tin được. Không thể tin được luôn á. Hai câu mà lên được. Kiến thức cái gì cuối cùng Phiêu Phiêu đúng một đáp án mà thôi. Cái này là hoa đúng không ạ? Lại hòa thì chúng ta còn một vòng nữa, vòng cuối cùng. Ai thắng thì vô chung kết. Cơ hội quá trời, cơ hội như thế mà bỏ mất. Hãy cử một người, không phải là hai người vừa rồi. Ca chắc chắn rồi. Chị bị La Thành và Buka đi. Em bị sốt rồi anh ơi. Trời ơi đấy. Ôi trời, người nóng trôi luôn á. Cái tay thì lạnh ngắt mà cái người thì nóng trôi à. Lên thì trước em ra ông phước luôn anh. Em đụng cái người Buka đi nóng trôi à. Tay em. Ủa sao vậy? Bị bệnh thì phải cách ly đi chứ quay gì nữa. Quánh tôi sẽ dạy lên trước nè. Anh ra cái bao á. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Thiệt vậy luôn? Ừ, em muốn đi đâu? Đi ra ngoài uống thuốc. Thưa quý vị, chưa bao giờ lên số 2 lại khó khăn như vừa rồi. Cơ hội nằm chắc trong tầm tay. Bây giờ mà La Thành trả lời thắng là em sẽ là tội đồ của đội luôn. Mình chửi suốt rồi, quen rồi. Quen rồi. Cố lên, La Thành, La Thành, La Thành, La Thành. La Thành, nhanh như chớp. Nhóm 1080 có 5 thành viên gồm Điền Thế Toàn, Nhất Thiên Bảo, Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh và người còn lại là ai? Ân Quang Phúc. Không chính xác. Điền Thế Toàn. Nhóm 1080 ở đâu ra? Chỉ có nhóm 1088 thôi. Đúng em làm gì? 1080 là tổng đài hả anh? Đúng em. Chúng tôi chỉ cài cắm vào một con số mà các bạn bị đi theo, bị cuốn theo. Đó là lý do mình không nghe kỹ nội dung đó. Nghe kỹ nội dung nhé. Dễ nè, đối chữ. Nhảy gì mà không phải nhảy? Nhảy gì mà không phải nhảy? Nhảy đầm, 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 đầm. Nhảy đầm là nhảy, không chính xác. Ai biết? Nhảy mũi. Đúng rồi. Người ngoài hành tinh sẽ gọi chúng ta là gì khi lần đầu gặp? Người ngoài hành tinh. Lên. Thì mình ở hành tinh này thì ngoài hành tinh của họ, đơn giản vậy thôi. Đúng rồi. Chữ gì giữ nguyên là một loài hoa, mất đầu là một đất nước, mất đuôi thì thành con thú, mất đầu lẫn đuôi là một loại bánh. Ở dưới thì sáng lắm. Ở dưới thì sáng lắm. Lên đây là đại đi ha. Canada. Không chính xác. Ai biết? Đúc ủa Úc. Hoa cúc, nước Úc, con cú và bánh ú. Hành gì có vào mùa hè? Đố chữ. Hành gì có vào mùa hè? Hành quân. Hành tích vô là biết liền gì? Hành quân. Không chính xác. Hành hạ. Hành hạ. Hành mùa hè là mùa hạ. Hành hạ. Cố lên, bình tĩnh. Cái gì trời mưa có, trời râm có, nhưng trời nắng không có? Cái gì trời mưa có, trời râm có, nhưng trời nắng không có? Hạt mưa. Hạt mưa. Không chính xác. Có. Râm làm sao có? Đó là cái gì? Mây. Đó cái là gì? Chữ M. Chữ M. À. Trời mưa có, trời râm. Trời mưa, có. Râm, à, nắng. Có một bà già đang nấu canh, có một chú báo đi ngang qua hỏi bà nấu canh gì? Hỏi bà nấu canh gì? Có một bà già đang nấu canh. Một chú báo đi ngang qua.
Cành chua đi, trả lời lại. Không, chính xác. Đại biết. Báo đi là bí đao. Chăn nào không dùng để đắp? Đố chữ. Chăn hên. À, chăn nào không chăn dùng nào để đắp. Đắp? Chăn nào chăn nuôi. Lên. Chăn nuôi. Chứ bình thường thôi ha, có gì đâu. Trong thời gian mang thai, nếu người bố thích ăn cà rốt thì con có thích ăn cà rốt không? Có. Ủa? Không chính xác. Không liên quan. Không mẹ liên quan. Liên quan chứ bố ăn dính dáng gì? Sao vậy? Không có sự liên tiếp, vẫn là số 1 như hồi nãy. Buồn bã. Thôi, chúng ta cùng gặp gỡ lại Buka. Đỡ lạnh hơn nãy nha. Dạ. Anh chỉ nói một câu thôi. Một câu thôi, một câu chứ. Anh chỉ nói em một điều thôi. Em lên số 2 là đội chung kết. Hả? Một câu rồi. Thiệt không? Đúng một câu. Đề khó lắm hả? Cũng hơi nên là, nhưng mà chị phải bình tĩnh nhá. Ngay từ câu đầu tiên chị đã phải bình tĩnh rồi. Nghe thật kỹ hỏi lại. Em phải là siêu trí tuệ em ơi con. Em chỉ cần lên số 2 là đội mình vô chung kết. Ok. Trời, mình đi uống thuốc rồi. Lên luôn đi. Có liều thuốc từ Hàn Quốc nè. Kính thưa quý vị, Buka đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Nhóm 1080 có 5 thành viên gồm Điền Thái Toàn, Nhất Thiên Bảo, Vân Quang Long, Nhật Tinh Anh và người còn lại là ai? 1088 mà. Trả lời đi, thì em trả lời, em có quyền trả lời. Nhóm 1080 làm gì có, là tổng đài mà. Chính xác. Chị đố trong cái thời của em rồi. Chị đố tiếp mấy cái thời của em nha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Nhảy gì mà không phải nhảy? Đố chữ. Nhảy mũi, nhảy đầm, nhảy... Ủa không, nhảy đầm là nhảy rồi. Nhảy mũi, nhảy mũi, nhảy... Chính xác. Chung kết. Chung kết. Chung kết. Chung kết quá à. Không khí... Không khí ảm đạm đã qua đi. Không khí ảm đạm đã qua đi rồi. Anh ơi, sao đừng qua. Xã Đình Hoàng của tôi ơi, tôi sẽ vô chung kết của Nhanh Như Chớp. Dạ. Dạ, có quân hay không thì còn tiền nha, xã Đình Hoàng của tôi ơi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Người ngoài hành tinh sẽ gọi chúng ta là gì khi lần đầu gặp? Người ngoài hành tinh. Đó. Người ta gọi mình là người ngoài hành tinh, tại mình không phải hành tinh người ta. Chính xác. Chữ gì giữ nguyên là một loài hoa, mất đầu là một đất nước, mất đuôi thì thành con thú, mất đầu lẫn đuôi là một loại bánh. Chữ gì là một loài hoa? Mất đầu là một đất nước. Đúng rồi. Mất đuôi, cái đuôi là một con thú. Mất đầu mất đuôi là một cái bánh. Loại bánh. Đúng rồi. Chữ cung. Chính xác. Ôi trời, hay quá. Cái câu này cháu em đố em rồi. Hay quá. Hành gì có vào mùa hè? Đố chữ. Hành gì vào mùa hè? Hành hạ. Chính xác. Trời ơi. Hay quá. Làm gì rõ ràng à. Hết áp lực là trả lời thoải mái liền. Thoải mái. Rồi. Cái gì trời mưa có, trời râm có, nhưng trời nắng không có? Trời mưa thì thường sẽ có gì? Có nước mưa nè. Có cây dù nè. Cây dù. Có mây. Sẽ không có sấm chớp đùng đùng. Thắng ơi, chị muốn nói gì nói chị ơi. Thắng ơi, chị ơi, muốn nói gì nói chị. Có mây đen, trời nắng không có nước mưa. Đáp án của em là trời nắng không có nước mưa. Đâu, có những lúc trời nắng vẫn mưa mà. À đúng rồi. Em sắp xếp cái chữ lại đi. Mưa là có cái gì? M. Trời mưa có M. Mưa. Trời râm có. Râm có M luôn. Trời nắng không có M, trời nắng đúng có rồi. N. Trời nắng có N, tại sao chị không nói em? Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi được rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Có một bà già đang nấu canh, có một chú báo đi ngang qua, hỏi bà nấu canh gì? Đố chữ. Một bà già đang nấu canh, có một chú báo đi ngang qua, hỏi bà nấu canh gì? Canh. Bà già đang nấu canh, canh báo. Đi ngang qua, đa ngang đi, chú báo đi ngang qua,
cháu bú đu ngang. Cái gì đấy? Đi ngang qua. Báo đi đó. Báo đi, bí đao cách bí đao. Mệt quá. Đúng là mình lái không đúng chỗ, nó kỳ hết. Bậy lắm. Cháu bú là cái gì? Chanh nào không dùng để đắp. Để đắp chữ, đố chữ. Ờ đúng rồi, để đắp. Chân không dùng nha. Chân già, chân vịt. Chân già, chân vịt, chân trâu. Chính xác, chính xác. Chân nuôi gì vậy? Chân nuôi, chân gì? Cháu. Trong thời gian mang thai, nếu người bố thích ăn cà rốt thì con có thích ăn cà rốt không? Dạ không, không liên quan à. Chính xác. Mất đầu thì trời sắp mưa, mất đuôi sạch gạo tối trưa thường làm. Chắp đuôi, chắp cả đầu vào, xong thôi, vào. Thôi, được rồi. Chị mệt quá. Cái câu này chả em cũng chịu đối. Kiến thức cái gì như vậy là cô ta đúng đâm đáp anh liên tiếp. Căng thẳng quá mọi người ạ. Thôi thì như vậy, đòi thua chúng ta như ước nguyện ban đầu, đội mình mang về 12 triệu đồng kèm theo mỗi người một cái máy đẩy dưỡng chất vô da mặt cho đẹp. Dạ. Đúng của là... của LG. Dạ. L. Dạ. Đẩy về luôn. Rồi, thưa quý vị, còn chần chờ gì nữa, mời vào vòng đặc biệt. Và chúng tôi sẽ đưa ra một cái câu hỏi và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút là các bạn có thể lãnh được 80 triệu đồng. Nghe rất dễ, mùa này là vòng đặc biệt, chưa có đội nào giành được tiền thưởng. Khó, toàn câu khó anh. Vậy thôi anh nói chương trình nó đổi là câu dễ dễ cho đội em giành đi, cho nó có điều đặc biệt. Ủa chi vậy? Làm highlight cho chương trình. Đúng nhá. Rồi, kiểu mà cái cảm xúc các thứ, bọn em sẽ kiểu các thứ bùng nổ trên sân. Cái mặt anh Giang kiểu không cần nó thôi đúng không? Trong vòng 60 giây. Dạ. Hãy kể tên 20 loại trái cây. Dạ. Có muối. Có muối. Cái gì? Có muối là gì? Ờ, cứ đánh đi. Miết áo. Sầu riêng. Nhanh. Có muối mà. Cái muối là cái gì? Không biết có muối là cái gì. Mây. Cam. Quýt. Muối là từng tép á, từng tép, từng tép á. Nè. Đố lắm rồi mà. Bưởi, tí chưa chi. Chỉ thôi. Cam. Quýt. Chanh. Thăng long. Mít. Tắc hạnh. Đúng rồi, đúng rồi. Gì ta? Gì nhỉ? Quýt. Đúng rồi, quýt là tắc đấy. Kết quả gì mà ăn mà ở trong này em cũng... Muối là cái gì đấy? Em và muối, muối em. Đấy là muối, muối, muối. Muối. Đậu đội em chưa kịp hiểu câu hỏi, em quất một cái gãy cái tay. Chưa bao giờ mà mệt mỏi như ngày hôm nay luôn. 11 đáp án. Thôi mang về TV đi nào. Trời ơi, TV là của các bạn đó. Thương em. Thương em quá. Thương em. Đây là ba cái TV Nano Cell đến từ LG về mở thùng khui. Cái chương trình đầu tiên coi. Nhanh như chớp. Đó. Chúng ta đã có tấm vé vào chung kết rồi. Nhưng mà đấu với đội nào thì chưa biết. Dạ. Và dĩ nhiên bây giờ chúng ta dừng lại ở đây với phần thưởng 18 triệu đồng. Cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã chơi rất là căng thẳng. Rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn quý vị rất là nhiều dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Là một trong những chương trình đơn giản, dễ hiểu, mang lại tiếng cười và được nhiều người yêu thương đó chương trình. Đó chính là chương trình Nhanh Như Chớp. Và mong quý vị yêu thương nhiều nữa để mùa tới chúng tôi làm tiếp. Và thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo đài.
Cảm ơn quý vị đã xem chương trình Tin Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Xin cảm ơn nhà tài trợ chính của chương trình, đó chính là Điện Máy Chợ Lớn. Xin cảm ơn LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Lục Huyền Cầm gọi là gì? Đó, dạ, nhạc sĩ. Lục Huyền Cầm. Lục là sáo. Lục Huyền Cầm là một cái đàn gì đó, nó có 6 dây. Đúng rồi. 6 dây, 6 dây giống guitar hả? Guitar có 6 dây. Em là đang tâm lý đi xuống đấy. Dạ, cho em trả lời lại câu đó. Em chắc chắn là violon ạ. Nhanh lên ơi. Sao vậy Khoa? Có lẽ em phải khiêm tốn lại, không nên nói gì hết. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Không sao hết đấy, nhìn anh được lên cao là em tự hào rồi. Không biết luôn mà tự nhiên trời ban hoa xuống hay sao á. Giúp đỡ một người tốt như thế này, một người thiện lành như thế này. Đúng. Đó chị đó. Là chị đó, đang là chị đó. Chị sắp thua là chị ăn cười đó. Chị, đang là chị đó. Đúng, là ngay chị đó. À, ngay chị luôn đó. Thấy người ta trả lời chưa? Chưa. Bé thương câu này hả bé? Thương ghê vậy đó. Sale to cuối năm, đợt giảm giá kỷ lục cuối cùng trong năm tại Điện Máy Chợ Lớn.